Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian dài thực hiện chính sách Zero Covid, sáng ngày 8 tháng 1, Trung Quốc khôi phục toàn diện hoạt động xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu với Việt Nam. Tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, rất đông người dân và du khách hai nước đã làm thủ tục xuất nhập cảnh. Công tác phòng chống dịch đã được kiểm soát chặt chẽ. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Hơn 7 giờ sáng, cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã trở nên nhộn nhịp, rất đông người dân có mặt để làm thủ tục thông quan. Vui mừng, háo hức là cảm xúc chung của mọi người. Đa phần những người xuất nhập cảnh là du khách Trung Quốc trở về nước sau thời gian dài lưu trú tại Việt Nam, hoặc là những cư dân biên giới có hoạt động giao thương, buôn bán qua cửa khẩu. Em cảm thấy rất là vui sau gần 3 năm, bởi vì khi đi qua cửa khẩu rất là tiện, em trở về với con rất dễ dàng ấy. Và rất là vui khi cửa khẩu được mở lại. Háo hức mấy hôm nay rồi, sáng nay phải dậy sớm để chuẩn bị tinh thần sang bên này, rồi cũng tìm hiểu thông tin xem là mình phải làm những cái gì về kiểm dịch y tế để còn sang được nước bạn, để theo đúng cái quy định của hai bên để mình được xuất cảnh thuận lợi. Cũng trong sáng nay, 30 khách du lịch đến từ Trung Quốc đã làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. Những nụ cười hạnh phúc, những cái bắt tay thật chặt, những người bạn, những đối tác làm ăn hai bên biên giới đã gặp lại nhau trong đong đầy hạnh phúc. Tôi cảm thấy vui mừng, xúc động. 3 năm qua, dịch bệnh đã làm xa cách, không được sang bên nhau. Cảm xúc trở lại sau 3 năm, thật vui mừng. 3 năm xa cách, nhớ người bạn Việt Nam và món ăn ngon của Việt Nam. Tất cả anh em làm doanh nghiệp du lịch thì cả hai bên cũng rất mong là chính phủ hai bên tạo điều kiện để anh em có thể là phục hồi được lại công việc, để tạo công ăn việc làm cho tất cả mọi người làm trong nghề. Hôm nay thì ngày anh em cảm thấy rất là vui mừng khi đến cửa khẩu ngày đầu tiên là thông quan. Tỉnh Lào Cai đã bố trí các lực lượng chức năng theo dõi, giám sát dịch tại các cửa khẩu, đặc biệt là với những người đến từ khu vực đang bùng phát dịch hoặc nơi có các biến thể mới. Việc khôi phục hoàn toàn hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh hứa hẹn sẽ góp phần gia tăng được cái năng lực thông quan hàng hóa, đồng thời giúp cho cái thị trường du lịch Lào Cai trở nên sôi động hơn khi đón một lượng khách du lịch rất là lớn đến từ Trung Quốc.